Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin Việt Nam với những tin sau đây. Thị trường văn phòng cho thuê ở thành phố Sài Gòn sôi động trở lại. Tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi bị cha ôm nhảy xuống sông cầu Cửa Đại tự tử. Nữ lực sĩ chạy đua 10.000 mét của Việt Nam đã bị tước huy chương bạc vì đã mang giày sai quy định. Chủ tịch thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Y tế Cộng sản Việt Nam ra tòa vì nâng giá bộ xét nghiệm COVID-19 bất hợp pháp. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thị trường văn phòng cho thuê ở Sài Gòn sôi động trở lại. Thưa quý vị, theo các chuyên viên địa ốc, thị trường văn phòng cho thuê ở Sài Gòn đang có dấu hiệu sôi động trở lại sau 2 năm đình trệ vì đại dịch COVID-19. Theo phúc trình của Công ty Dịch vụ Kinh doanh Địa ốc Toàn cầu CBRE, thì tổng diện tích văn phòng cho thuê ở miền Nam Việt Nam trong 3 tháng đầu năm lên tới 17.000 m2, chiếm 32% của năm 2021, và tỷ lệ các đơn vị gia hạn hợp đồng thuê là khoảng 25%. Phần lớn tọa lạc tại trung tâm thương mại CBT, khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 7 và quận 10. Sự phục hồi hoạt động kinh doanh thương mại của Sài Gòn sau giai đoạn phong tỏa vì đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy sự phát triển thị trường văn phòng cho thuê ở thành phố lớn nhất nhì Việt Nam. Công ty Cushman & Wakefield dự đoán cho đến năm 2025, Sài Gòn sẽ có thêm hơn 400.000 m2 diện tích văn phòng cho thuê ở Kirby Towers 1 and 2, Techcombank Tower, The Sun Tower, IFC One, Hallmark và The Nexus. Thưa quý khán thính giả, đã tìm thấy thi thể của một bé gái 6 tuổi đã bị cha ôm nhảy xuống sông cầu Cửa Đại tự tử. Nhân viên cứu nạn của tỉnh Quảng Nam vào hôm thứ Năm ngày 19 tháng 5 đã tìm thấy thi thể của một bé gái 6 tuổi đã bị cha của mình ôm nhảy xuống cầu Cửa Đại tự tử 2 ngày trước, tại địa điểm cách đó khoảng 400 mét. Báo chí ở địa phương đưa tin cho biết là ông MXB, 29 tuổi, quê ở Quảng Bình, đã dừng chiếc xe gắn máy giữa cầu Cửa Đại của thành phố Hội An. Ôm đứa con gái, leo qua lan can và đã nhảy xuống sông để tự trầm. Vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, thì nhân viên cứu nạn đã vớt được thi thể của ông B, người đã để lại bức thư tuyệt mạng viết tay, đề cập đến nỗi bế tắc đời sống riêng tư của gia đình. Theo Công an Hội An, thì ông Bi cưới vợ và thuê nhà ở trọ tại thành phố Đà Nẵng. Nguyên nhân xảy ra vụ cha ôm con gái 6 tuổi nhảy cầu Cửa Đại đã được xác định là vì mâu thuẫn gia đình. Trong bức thư tuyệt mạng để lại, ông đã gửi lời xin lỗi đến người vợ và nhắn rằng ông tự tử để cho bà không bị vướng bận trong tương lai. Nữ lực sĩ môn chạy đua 10.000 mét của Việt Nam bị tước huy chương bạc vì mang giày sai quy định. Thưa quý vị, kết quả cuộc chạy đua 10.000 mét nữ tại Á vận hội SEA Games 31 kết thúc vào tối 18 tháng 5 xác nhận nữ lực sĩ Việt Nam Phạm Thị Hồng Lệ của Việt Nam đoạt huy chương vàng, nhưng lực sĩ đồng đội Lo Thị Thanh bị ban giám khảo tước huy chương bạc một cách đáng tiếc. Theo báo Thanh Niên, hai nữ lực sĩ Việt Nam Phạm Thị Hồng Lệ và Lo Thị Thanh dẫn đầu cuộc tranh tài môn chạy 10.000 mét nữ tại SEA Games 31, bỏ xa lực sĩ Kim Marcy của Miến Điện về hạng 3 và lực sĩ Go Chu Linh của Singapore được xếp thứ 4. Tuy nhiên, thì đoàn điền kinh Singapore cho rằng Thanh đã sử dụng giày thi đấu sai quy định. Tổ trọng tài điền kinh SEA Games 31 đã mở cuộc họp khẩn cấp vào buổi tối trong ngày và quyết định tước huy chương bạc của Lò Thị Thanh, để thay vào đó là Kim Marcy của Miến Điện và Go Chu Linh của Singapore đoạt huy chương đồng. Trước cuộc đua, tổ trọng tài kiểm tra giày thi đấu của các lực sĩ và đã yêu cầu Lò Thị Thanh đổi giày khác vì loại giày đang sử dụng được coi là không phù hợp quy định. Chủ tịch thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Y tế Cộng sản Việt Nam đã ra tòa vì đã nâng giá bộ xét nghiệm COVID-19 bất hợp pháp. Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề nghị kỷ luật Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long về tội lừa đảo và gian lận khi mà nâng giá bộ xét nghiệm COVID-19. Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Cộng sản Việt Nam công bố vào hôm thứ Tư cũng đồng thời khiển trách Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn
Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Đặng Đức Anh, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Chánh thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Mạnh Cường và Thứ trưởng Bộ Khoa học ông Phạm Công Tạc. Người chủ tọa phiên tòa diễn ra tại thành phố Hà Nội vào hôm thứ Năm cũng đã kết án 4 năm tù giam cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường 59 tuổi vì đã giúp các công ty trong nước nhập cảng thuốc giả điều trị bệnh ung thư trị giá hơn 6.4 triệu Mỹ Kim để bán tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS. Chị em chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và bên cạnh gia đình của mình. Có một lần cuối tuần chúng ta, mùa hè đã đến rồi nè. Chúng ta sẽ có được hưởng được những ánh nắng mặt trời và mình cùng ra biển. Huntington Beach của California. Chắc cuối tuần này mới đi biển chơi được rồi, nếu mà trời nóng. Đúng vậy. Vâng, chúc quý vị thật là nhiều niềm vui trong dịp cuối tuần này nha quý vị. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.